Hello các bạn, đây là cái dự án ở Glassico nhé, rất là gần. Và bây giờ từ cái các bạn vừa xem cái dự án của chúng ta, nó rất là gần cái chỗ Vinhome Smart City. Đó, từ đây là ra vành đai 3.5 này. Đây là vành đai 3.5 anh em nhé. Vành đai 3.5 này kết nối giữa Hà Đông và quốc lộ 32. Đấy, các bạn nhìn không? Đây này, đây là Vinhome Smart City, sát Vinhome Smart City luôn. Đấy, cái dự án, những cái căn khu biệt thự ở đây thì đang bán với cái giá khoảng tầm hơn 100 triệu một mét vuông. Đó, rất là nhiều. Đấy, Vinhome Smart City thì bán với cái giá khoảng 60 triệu cho đến 70 triệu. Đó, thì rất là cao rồi. Còn cái khu chung cư phía trước mắt các bạn nhỉ. Đấy, thì bên tay trái ấy, bên tay trái của Glassico thì nó khoảng tầm 20 cho đến 23 triệu. Đó, thì anh em quý nhà đầu tư nào mà quan tâm đến chung cư nhé, mà giá hợp lý thì có thể là thay vì chúng ta mua chung cư ở Vinhome Smart City thì chúng ta có mức giá thấp thì chúng ta có thể mua ở Glassico. Các bạn nhìn đây là cổng chào thiên đường Bảo Sơn nhé. Hôm nay là ngày thứ bảy chủ nhật này, thì nó rất là đông. Các bạn nhìn không ạ? Rất là nhiều, từ sáng đến giờ rất là nhiều xe về đến cổng chào, về đến thiên đường Bảo Sơn để mà đây là khu vui chơi giải trí mà. Thì ở trung tâm thành phố Hà Nội chỉ có khu vực này thôi, khu vực thiên đường Bảo Sơn là có cả trung tâm. Đấy, các bạn nhìn hai bên đường không? Hai bên đường toàn xe 45 chỗ là kín luôn. Vì vậy đây cũng là cái cơ hội để cho anh em đầu tư. Đây nhá, cái sân này, sân phía đây bên này là thiên đường Bảo Sơn đây. Đấy, các bạn nhìn không? Thiên đường Bảo Sơn ở bên tay trái. Còn bên tay phải các bạn này là kín tất cả các xe 45 chỗ. Đấy, các bạn nhìn không? Rất là kín. Đấy, thì đây cũng là cái cơ hội cho anh em quý nhà đầu tư ấy, mà chưa biết là mình đầu tư ở đâu thì có thể là vui lòng về khu vực phía tây Hà Nội này, bất động sản phía tây Hà Nội này để đầu tư. Nó khu vực An Khánh, Hoài Đức này hoặc Glassico. Đấy, các bạn nhìn thấy rất là nhiều xe, rất là nhiều cơ hội nhá, về vì cả nước về đây. Các bạn thấy thử tưởng tượng một ngày hôm nay mà hai bên đường đều là 45 chỗ và chỗ bãi để xe kia kín chật kín luôn. Đấy, thì hy vọng rằng là được sự kết nối, cái sự phát triển ở khu vực này thì các bạn cứ yên tâm là rất là nhiều cái cơ hội để cho động lực để phát triển. Có 5 đến 6 cái ngân hàng nhé, 6 ngân hàng ở khu vực này, 6 ngân hàng đã cũng như Techcombank, Vietcombank, BIDV, MB Bank, Tiền Phong Bank đều tập hợp ở đây. Các bạn nhìn ô tô đến trải dài đến đây luôn. Đấy, cái khu vực Remax thì cái tòa nhà này thì cũng vẫn là rẻ này, là có hơn 20 triệu một mét vuông, mà bên VinCity, Smart City nó khoảng tầm 6-70 triệu. Thế thì quý anh chị nào mà chưa biết đầu tư ở đâu có thể vui lòng liên hệ với tôi, để tôi có thể hỗ trợ anh em về mặt pháp lý, cũng giống như là sang nhượng các thông tin đúng không? Ở khu vực mặt này nhé, thì nó khoảng tầm 300 triệu một mét vuông đất, một mét vuông đất đấy.